Thời đại nào cũng có những thứ mà nếu bạn xem thì chưa chắc bạn đã là trẻ trâu. Nhưng nếu bạn là trẻ trâu thì chắc chắn bạn sẽ xem. Nếu đối với Gen Z hiện nay là clip của các giang hồ 4.0, thì đối với thế hệ cuối 8X đầu 9X không thể không nhắc tới loạt phim Cổ hoặc Trai, hiểu nôm na là đám trẻ trâu, tên thường gọi tại Việt Nam là người trong giang hồ. Dựa theo tựa đề của phần phim đầu tiên, chuyện phim xoay quanh hành trình của Trần Hạo Nam, đẹp trai, trung tình, nghĩa khí, không thua kém gì Khá Bảnh, cùng người anh em Sương Máu Triệu Sơn Hà aka Gà Rừng và ba kẻ làm nền mà bạn không cần quá nhớ tên, Bao Đạt Minh aka Xào Bì, Bao Đạt Nhị aka Bao Bì và Lương Nhị. Ta được đi sâu vào những hiểm nguy trong giới tội phạm cũng như sự phát triển của thế giới ngầm Hồng Kông những năm 90. Tuy đạt được một số thành công nhất định, loạt phim cũng bị lên án ở nhiều nơi vì đã hình tượng hóa giới xã hội đen. Bạn cứ xem trẻ trâu Việt Nam là hiểu điều này. Lớn lên từ những khu chung cư mà ta có thể gọi là khu ổ chuột cao tầng, nơi vạn người phải sống chen chúc trong những căn nhà chật chội, cha mẹ mải kiếm sống qua ngày, hệ thống giáo dục thì chưa được hoàn thiện, khiến nhiều thiếu niên đã lầm đường lạc lối. Bước ngoặt của cuộc đời Nam xảy ra vào năm 1985 trong một buổi bùng học đi đá banh cùng anh em. Nam suýt đá trúng người A Khôn, một thủ lĩnh của Hồng Hưng Hội, băng đảng nắm chùm khu vực Vịnh Đồng La. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Nam tỏ thái độ thì bị A Khôn hất coca vào người, bị đập chai coca vào đầu, rồi bị đàn em Khôn lao vào chó đàn. May mắn được một thủ lĩnh Hồng Hưng khác là đại ca B bảo vệ, Nam cùng anh em liền xin được đi theo, chính thức dấn thân vào con đường trẻ trâu chuyên nghiệp. Tua nhanh đến 10 năm sau, những đứa trẻ này giờ đã khôn lớn, trở thành những trợ thủ đắc lực của anh B và có hợp đồng giết thuê đầu tiên của riêng mình. Trong khi Nam cùng anh em tiếp cận đối tượng Ba Bự tại một quán massage lành mạnh, thì Gà đi lấy vũ khí và được gặp Mục Sư Lâm đúng lúc thang máy mất điện. Anh thanh niên à, bỏ băng đảng theo Chúa đi. Ông giỏi thì kêu Chúa sửa cái thang máy này đi. Wow, ông quen Chúa dữ vậy à? Vậy khi nào rảnh qua uống trà nha. Lúc này Bao Bì đánh lạc hướng được đám vệ sĩ bằng cách trà xà bông nhảy vào bồn tắm công cộng. Như một thằng thiểu năng, tạo điều kiện cho Nam tấn công Ba. Hắn chống trả quyết liệt và chạy được ra đường lớn, nhưng vẫn bị Nam tóm lại rồi giết hại công khai. Sau đó ta được biết Ba Bự là anh em kết nghĩa của A Khôn và vẫn còn nợ Khôn 20 triệu chưa trả, khiến Khôn lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Trở lại với nhóm của Nam, hiện đang tổ chức ăn mừng cùng đại ca B tại một quán bar của Hồng Hưng. Tuy đang tiệc tùng, nhưng anh B cũng không quên dặn Nam về mặt trái của băng đảng. Một chân thì phải chuẩn bị ở trong tù, chân còn lại thì phải chuẩn bị đi gặp Diêm Vương. Lúc này A Khôn cũng đến, và cả khi anh B, vì dù cùng là người Hồng Hưng, nhưng hai bên không ưa gì nhau cả. Còn ở bên ngoài quán bar, xe Nam không cánh mà bay xa. Anh Nam, xe anh bị người ta trộm mất rồi kìa. Cái gì? Đứa nào mà to gan quá vậy? Mình có đi báo công an không anh? Mày ngu lắm, mình là dân giang hồ mà. Xe mất thì dĩ nhiên là phải đi Sài Gòn tìm rồi. Nhóm của Nam đến gặp anh chủ bãi xe nhảy. Giang hồ mà, ai chẳng có sĩ diện. Không những không hợp tác mà ảnh còn thách thức Hồng Hưng, nên bị đập cho một trận tơi bời. Rồi khai ra thủ phạm là cô gái Cà Lâm A Tế. A Tế gọi điện hẹn Nam ra gặp để chuộc xe, nhưng lại không gọi được ông anh xã hội đi cùng, nên đành nhờ Nam bảo kê. À anh chính là Trần Hạo Nam à? Đúng rồi. Ba chục ngàn là 90 ngàn à? Này này, người ta Cà Lâm đừng có phá, đừng nói tôi không cảnh báo nhá. Đại ca của tôi là chuyên gia tỉa nến, ông Hoàng đọc lệnh, có 9.999 đàn em đấy. Cô Cà Lâm này giỏi lắm đó nha. Bao Bì kiểm xe xong một rồi mặc cả giá như mua rau ngoài chợ. Nam trở mặt bắt A Tế đi chơi xa trên con xe tay ga. Đến đoạn đường đèo mà la cũng không ai ra. Tại đây Nam bắt A Tế ăn chục rổ bánh bao xá xíu. Ga thì để lại đoạn punchline: Tế đã tới đây ăn bánh bao. Giờ cả hội bỏ về. Hôm sau, A Tế dẫn đại ca đến dằn mặt, nhưng trước sự lầy lội của nhóm Nam và sự cun ngầu của đại ca B, băng A Tế phải mối mặt đi về. Đại ca của A Tế còn nói sẽ bán cổ vào lầu xanh. Thấy được đà thăng tiến của Nam, A Khôn hẹn anh để dụ dỗ theo mình đóng phim con heo. Nhưng Nam thích tóc dài chứ không phải đầu chọc đa tài, nên từ chối rồi bỏ về. Đang về thì thấy A Tế bị đem đi thử vai, thấy cũng tội nên không mặc kệ. Nam ra tay ứng cứu, nói cổ là bạn gái mình. Từ đây A Tế thành bạn gái Nam thật. Bài học rút ra là đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Lúc này Mục Sư Lâm đang giảng đạo cho Gà, thì bố của bạn gái Gà, tôi tạm gọi là Gà Mái, vốn là một lão đại trong vùng, hùng hổ bước vào. Anh là Gà? Dạ. Anh đã làm gì con gái tôi chưa? Mà nếu có làm gì thì nhớ dùng bao đấy. Dạ có, con thường dùng tận 2 cái lận. Không đủ, phải xài 3 cái. Này ông là TikToker hay sao mà dạy bọn trẻ cái kỳ cục vậy? Thôi thôi, đi nhanh. Anh là người của Hồng Hưng thì cũng đáng làm rể của tôi đấy. Đối xử với nó tốt nhé. Dạ. Sau đó, đại ca B đưa Nam và Gà đến gặp ông Tưởng, trùm cuối của Hồng Hưng. Ông Tưởng rất ấn tượng với thế hệ trẻ và giao cho họ một nhiệm vụ mới tại Macau. Do đã được gửi gắm, Gà dẫn Gà Mái đi theo, trong khi Nam đi gặp Cường, một đàn em của A Khôn, để bàn chiến thuật. Gà được đặc cách cho đi hẹn hò trước khi tập trung, nhưng do bản tính ham gái, Gà bị cô người mẫu trang bìa Playboy dụ dỗ, bỏ lại Gà Mái một mình để bị bắt cóc. Không những thế, cô người mẫu còn gọi thêm đôi bạn song sinh, khiến Gà mất cả đêm để lâm trận. Đến sáng ngủ quên cả anh em, Nam không gọi được cho Gà nhưng vẫn quyết định làm theo kế hoạch và bị dính mai phục. Xào Bì phải bỏ mạng, còn Nam được Cường giải cứu trong phút chót. Nào ngờ tất cả chỉ là cái bẫy của A Khôn. Nam và Gà Mái bị chuốc xuân dược, phải ái ái ân ân để Khôn quay clip, mang theo dằn vặt do đã vì lùm bỏ bạn, thêm ức chế vì bị anh em Sương Máu NTR
Gà quyết định dứt áo ra đi, sang Đài Loan làm startup, đem theo chiếc đồng hồ Rolex Nam gửi cho làm vốn. Không lâu sau đó, trong cuộc họp thủ lĩnh thường niên của Hồng Hưng, A Khôn đã đổ lỗi cho đại ca B làm hỏng việc ở Macau và nói rằng ông tưởng không công tư phân minh. Sau một hồi tranh công chối tội, chốt lại là cần một cuộc bầu cử dân chủ để tìm ra sếp tổng mới. Hầu hết mọi người đều ngả theo A Khôn, chỉ trừ đại ca B bỏ phiếu chống. Rồi A Khôn lại dùng đạn băng của Nam và gà mái để ép Nam phải rời khỏi Hồng Hưng, nhưng trước hết phải chịu phạt bằng cách châm nhang vào người, mà để châm được thì phải cởi áo. Vì chỉ có người của Hồng Hưng mới được mặc áo của chùm cuối. Sao bà nào có tâm nhất vịnh Bắc Bộ? Tại đây chúng tôi có đầy đủ mẫu mã của các phim và game nổi tiếng. Hãy mua áo của chùm cuối để trải nghiệm cảm giác vua mặc long bào và không cần đẹp trai vẫn có nhiều đứa yêu. Hoặc không. Trở lại với phim, sau khi bị đuổi thì Nam về quê mở một quán rượu với A Tế và anh em, không còn liên quan gì tới bang hội. Chỉ còn đại ca B thi thoảng ghé chơi. Thấm thoát 10 tháng trôi qua, nhưng tưởng những ngày tháng bình yên sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng người tính thì không bằng máy tính. Do A Khôn biết đại ca B vẫn một lòng chống đối, hắn quyết định ra tay trừ đi cái gai trong mắt. A Khôn cho người bắt cóc vợ con đại ca B để ép anh phải ra một bãi đất trống, rồi tra tấn và chôn sống cả gia đình. Cái chết của một thủ lĩnh Hồng Hưng là một sự kiện gây chấn động, khiến cánh nhà báo lẫn chính phủ thuộc địa đều phải chú ý. Dù đã không còn là người Hồng Hưng, Nam vẫn cùng anh em tới đám tang, quỳ xuống xin được thắp nhang cho lão đại. Do Nam đã đi theo đại ca B từ nhỏ, các thủ lĩnh Hồng Hưng thương tình cho phép, nhưng Nam phải đi bằng đầu gối và chịu đòn trước khi tới được bàn thờ. A Khôn tới chết vẫn không tha, vác xác tới cả đám tang để cà khịa và bị mục sư Lâm đá lệch mồm. Sơ à? Ông ta đá tôi. Sila bùm ba là bùm. Ông nói cái gì ấy? Ông bảo ông không thấy gì hết. Có mặt của nhân viên chính phủ nên A Khôn không quấy rối thêm, mà cho đàn em đến đốt quán rượu của Nam, mất trốn dung thân. Nam bắt đầu đi tìm các xác xin tài trợ để trả thù. Tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt thì gà bất ngờ trở về, mang theo chiếc đồng hồ của Nam cùng một chỗ đứng vững chắc tại Đài Loan. Bỏ qua chuyện cũ, các cậu bé tại khu ổ chuột cao tầng năm nào nay đã đoàn tụ. Nam đưa gà đi viếng mộ đại ca B và cùng nhau lên kế hoạch trả thù. Họ mua chuộc các thủ lĩnh khác của Hồng Hưng, đập phá các điểm làm ăn của A Khôn, đồng thời báo cho chính phủ về xưởng phim heo kiêm kho mai thúy của hắn. Nam và gà thì đốt một quán bar để trả thù cá nhân lần một. Bao bì thì nhân sinh nhật mẹ của A Khôn tặng cho bà một trận đòn để dụ A Khôn đuổi theo mình vào một con hẻm nhỏ, nơi Nam đã đứng đây từ chiều để kể tội A Khôn. Nhân chứng đâu, bằng chứng đâu? Kia kìa, xin lỗi nha anh Khôn. Thằng chó, ta cho mày 5 triệu qua Mỹ sống rồi cơ mà. Thì tôi cho nó 15 triệu đó. Nam à, kể ra thì mình cũng chơi với nhau từ nhỏ. Đương nhiên rồi, anh làm gì với tôi nhớ hết. Nam hất coca vào mặt A Khôn, đập chai coca vào đầu Khôn, trả thù cá nhân lần hai. Bao bì lao vào đánh ké, nhưng sơ sẩy để bị giật mất khẩu 2.1. Lương Nhị nhanh trí chạy đi báo cho một anh cảnh sát gần đó. A Khôn vừa lùi khỏi con hẻm thì bị anh cảnh sát headshot, kết liễu một cuộc đời khốn nạn như bao bạn trẻ trâu khác. Còn mấy cái thứ nghĩa hiệp này nọ thì cũng có đấy, nhưng chủ yếu là trên phim thôi. Tổ trọng án sau đó đến dọn dẹp, anh cảnh sát nọ được báo chí tôn vinh. Còn ông Tưởng cũng trở lại vị trí lãnh đạo, đón Nam về với đại hội Hồng Hưng. Từ ngày hôm đó tại khu vực Vịnh Đồng La, cái tên Trần Hạo Nam không ai là không biết tới. Kết luận, khi đánh một thằng nhóc hãy dùng chai Pepsi. Tôi còn quại, hãy subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.